Xin chào quý vị khán giả, chúng tôi đang quay trở lại với bản tin thể thao 24 giờ trên truyền hình MyTV. Vào rạng sáng nay đã diễn ra một vài trận đấu giao hữu quốc tế, trong đó có sự góp mặt của đội tuyển Hà Lan. Đó cũng chính là một trong những điểm nhấn ở bản tin chúng tôi ngày hôm nay. Bên cạnh đó, những thông tin hấp dẫn liên quan đến đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup khu vực châu Á cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Tất cả sẽ có ngay sau phần điểm tin. Hà Lan giành chiến thắng đậm đà trước Canada. Iga Swiatek thẳng tiến chung kết Roland Garros. Việt Nam thắng nghẹt thở trước Philippines. Vào rạng sáng nay đã diễn ra hai trận giao hữu quốc tế trước thềm Euro 2024, trong đó có sự xuất hiện của đội tuyển Hà Lan khi họ tiếp đón các cầu thủ Canada trên sân nhà. Với sự vượt trội của mình trước đối thủ đến từ CONCACAF, cơn lốc màu da cam đã không qua khó khăn để hưởng niềm vui chiến thắng, qua đó có màn chạy đà hoàn hảo cho kỳ Euro tới đây. Với lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng dàn nhân sự chất lượng, Hà Lan đã gây sức ép lên đối thủ Canada ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman liên tục bắn phá khung thành của đối thủ. Dẫu vậy, họ đã vấp phải sự chống đỡ kiên cường của đội tuyển đến từ Bắc Mỹ và thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 1. Trong khi đó, Canada cũng tạo ra một vài tình huống sóng gió về khung thành của chủ nhà, song cũng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng, qua đó khép lại 45 phút đầu tiên với kết quả bất phân thắng bại. Bước sang hiệp 2, Hà Lan đẩy cao tốc độ trận đấu và đã có được bàn mở tỷ số chỉ sau 5 phút bóng lăn. Phút 50, xuất phát từ đường tạt bóng chuẩn xác của Frimpong, tiền đạo Memphis Depay đã có pha dứt điểm gọn gàng giúp đội chủ nhà vượt lên. Tiếp đà hưng phấn, cơn lốc màu da cam tiếp tục càn quét đối thủ và có thêm hai bàn thắng liên tiếp do công của Frimpong và Weghorst lần lượt ở phút 57 và 63. Mặc dù đã giảm nhịp độ ở những phút sau đó, thế nhưng Hà Lan vẫn có thêm bàn thắng ở thời điểm cuối trận. Và người lập công là trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk sau một pha chạy chỗ đánh đầu ấn tượng. Trước sự đáp trả yếu ớt của Canada, đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman chơi thong dong ở những phút cuối và bảo toàn được mảnh lưới, qua đó khép lại chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0. Đội tuyển Hà Lan sẽ có thêm một trận đấu giao hữu với Iceland vào tuần tới, trước khi chính thức bước vào chiến dịch Euro 2024. Cùng đến với những thông tin xung quanh Euro 2024, mới đây, huấn luyện viên Gareth Southgate đã chốt xong danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Anh sẽ hành quân đến Đức mùa hè này. Vị chiến lược gia đã loại đi 7 cái tên, trong đó có 2 ngôi sao rất đáng chú ý trong đội hình của Tam Sư. Trong khi đó, đã xuất hiện một thống kê bất ngờ với các khán giả tại Đức liên quan đến ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra trên đất nước của họ vào mùa hè tới đây. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức của đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết Euro 2024. Ông đã loại bỏ 7 cái tên khỏi danh sách sơ bộ gồm 33 cầu thủ công bố vào tháng trước. Sau chiến thắng 3-0 trước Bosnia tại trận đấu giao hữu quốc tế vài ngày trước đó, vị huấn luyện viên trưởng này đã có những quyết định của mình và ông đã đưa ra danh sách 7 cái tên sẽ bị loại khỏi đội hình của Tam Sư, bao gồm James Maddison, James Stratford, Curtis Jones, Jarrad Branthwaite, Jack Grealish, Jairo Quansah và Harry Maguire. Trong số này, trung vệ Harry Maguire đã phải chia tay Euro 2024 do chưa bình phục chấn thương. 6 cái tên còn lại phải rời đội tuyển vì vấn đề chuyên môn. Đáng chú ý là trường hợp của Jack Grealish, ngôi sao của Man City đã gặp nhiều khó khăn trong mùa giải 2023-2024 khi chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo của Man City. Đó có thể là lý do để Southgate loại đi ngôi sao này khi vị trí hai hàng lang biên của đội tuyển Anh lúc này đã quá chật chội. Theo kế hoạch, đội tuyển Anh sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Iceland vào rạng sáng mai, trước khi lên đường hành quân tới Đức vào đầu tuần tới để chính thức bước vào chiến dịch Euro 2024. Ở một diễn biến khác, hơn 1/4 người dân tại Đức không quan tâm tới Euro 2024, giải đấu được tổ chức ngay trên đất nước của họ. Đáng nói hơn, khi Euro 2024 là sự kiện thể thao lớn nhất được tổ chức tại Đức trong gần 2 thập kỷ qua. Nhưng cho đến nay, rất nhiều người Đức có vẻ không hứng thú với giải đấu, khi cuộc khảo sát chỉ ra có đến 27% không quan tâm đến Euro 2024. ARD cho biết đến một nửa số người được hỏi gồm 43% cho biết họ rất quan tâm đến sự kiện này, trong khi 28% ít quan tâm hơn. Đội tuyển Đức luôn được biết đến là ông lớn hàng đầu của bóng đá châu Âu và thế giới.
Cô Xê Tăng đã vô địch châu Âu 3 lần và có 4 cúp vàng World Cup trong lịch sử, nhưng đã chơi khá mờ nhạt trong vòng 10 năm qua với những thành tích tệ hại như bị loại từ vòng bảng ở các kỳ World Cup 2018 và 2022. Vừa là những thông tin liên quan đến bóng đá quốc tế, như khả năng ngôi sao Jude Bellingham sẽ phải ngồi ngoài một thời gian khi bắt đầu mùa giải 2024-2025 sau khi anh tham dự Euro 2024 mùa hè này do những vấn đề liên quan đến chấn thương. Trong khi đó, Man City nhận được sự ủng hộ từ 3 đội bóng trong cuộc chiến kiện cáo ban tổ chức Premier League thời gian tới. Việc tham dự Euro 2024 cùng đội tuyển Anh có thể khiến chấn thương vai của Bellingham gặp thêm vấn đề. Nếu phải phẫu thuật, ngôi sao Real Madrid dự kiến sẽ mất tới 3 tháng để hồi phục. Ngôi sao của Real Madrid Jude Bellingham đang phải điều trị chấn thương vai và có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn nếu buộc phải phẫu thuật. Nếu chấn thương của Bellingham phải dùng đến dao kéo, cầu thủ này có thể sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải 2024-2025. Theo nhiều nguồn tin, thời gian tiền vệ này phải ngồi ngoài có thể rơi vào khoảng 3 tháng. Tiền vệ 21 tuổi đang quyết tâm cùng đội tuyển Anh chinh phục Euro 2024 trên đất Đức. Điều này khiến đội ngũ y tế Real Madrid lo lắng khi chấn thương vai của Bellingham có thể không hồi phục như dự kiến vì quãng thời gian thi đấu dày đặc tại Euro 2024. Bellingham bị chật khớp vai trái trong cuộc gặp Rayo Vallecano vào ngày 5 tháng 11 năm 2023. Dẫu vậy, Bellingham vẫn nén đau và thi đấu. Sự đóng góp của tiền vệ người Anh đã góp phần giúp Real Madrid đạt được cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League ở mùa giải năm nay. Ở một diễn biến khác, mới đây, Man City đã nhận được sự ủng hộ từ 3 câu lạc bộ khác trong việc kiện cáo ban tổ chức Premier League. Mới đây, Man City đã kiện Premier League trong việc áp dụng các quy tắc giao dịch liên kết APT, điều mà họ cho là bất hợp pháp. Một phiên điều trần giữa đôi bên về vụ việc dự kiến kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ thứ hai tuần tới. Theo Daily Mail, Chelsea, Newcastle và Aston Villa là 3 câu lạc bộ đứng về phía Man City trong cuộc chiến pháp lý với Premier League. 3 đội bóng này được cho là sẽ hưởng lợi khá nhiều nếu như phía The Citizen thắng kiện. Ngược lại, 12 câu lạc bộ được cho là đã cung cấp thông tin ủng hộ Premier League và các quy tắc của giải đấu, trong đó có Tottenham, Arsenal, Manchester United, Brighton, Wolves và Fulham để chống lại những cáo buộc trước đó đến từ phía Man City. Cùng chuyển sang những thông tin về làng banh nỉ tại giải Pháp mở rộng. Vào hôm qua đã diễn ra hai cặp đấu bán kết đơn nữ với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Iga Swiatek và Coco Gauff. Cùng với đó là màn so tài của Jasmine Paolini cùng với Andreeva. Trong khi tay vợt số 1 thế giới tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình ở cặp đấu trước, thì tay vợt trẻ 17 tuổi đã không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ trước Paolini chơi quá bản lĩnh. Các khán giả đã chờ đợi một trận bán kết hấp dẫn giữa Iga Swiatek và Coco Gauff. Tuy vậy, tất cả đã phải thất vọng khi trận đấu đã kết thúc rất nhanh chóng. Tay vợt người Ba Lan sớm giành break ngay ở game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Xét một chứng kiến sự bình tĩnh đến từ tay vợt số 1 thế giới, trong khi Coco Gauff liên tục mắc những lỗi đánh hỏng và sở hữu tỷ lệ giao bóng 1 khá tệ hại. Cô bị bẻ thêm một break ở game 5 trước khi nhận thất bại 2-6 chỉ sau 37 phút thi đấu. Bước sang set 2, có chút dấu hiệu tích cực cho tay vợt người Mỹ khi cô có được break từ game giao bóng đầu tiên của Iga. Tuy vậy, tay vợt số 1 thế giới đã cho thấy bản lĩnh của mình khi giành hai break trong phần còn lại của set đấu. Qua đó có được chiến thắng 6-4 để khép lại trận bán kết với tỷ số 2-0. Ở cặp đấu còn lại, Jasmine Paolini đứng trước nhiệm vụ giải mã tay vợt trẻ 17 tuổi Mira Andreeva, người đã xuất sắc quật ngã Sabalenka tại tứ kết. Cũng giống như cuộc đối đầu với Rybakina, tay vợt người Italia vẫn cho thấy được phong độ ổn định của mình với những pha điều bóng về cuối sân. Ở set 1, Paolini có được break ở game cầm giao bóng thứ hai của Andreeva. Sau đó, Andreeva có tới 5 cơ hội đòi lại break, nhưng tay vợt nữ người Nga không một lần tận dụng thành công. Hàng giống số 12 khép lại set đầu với phần thắng 6-3. Sang set 2, Andreeva thêm một lần nữa bị Paolini bẻ game cầm giao bóng thứ hai. Tay vợt nữ Italia càng chơi càng hay khi giành thêm 2 break nữa để thắng cách biệt 6-1. Trận đấu khép lại chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, Paolini trở thành tay vợt nữ người Italia đầu tiên vào chung kết Grand Slam sau 9 năm. Vào ngày hôm qua đã diễn ra những trận đấu tại vòng 2 Indonesia Open, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Leong Jun Hao và Cho Tiang Chiang. Và thêm một lần nữa, tay vợt người Malaysia đã tạo dấu ấn của mình tại giải đấu khi có một trận đấu ấn tượng trước đối thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Tại nội dung đơn nam Indonesia Open, một trong những hiện tượng của giải đấu năm nay là Leong Jun Hao tiếp tục khiến người hâm mộ phải nhắc đến tên mình ở trận đấu vòng 2. Chạm trán tay vợt kỳ cựu Cho Tiang Chiang, đại diện đến từ Malaysia đã có khởi đầu như mơ
khi giành chiến thắng với tỷ số 21-18 ở set đấu mở màn. Tuy nhiên, Lê Ông Chun Hao không thể duy trì được sự hưng phấn để giải quyết trận đấu trong hai set khi đối thủ người Đài Bắc Trung Hoa đã trở lại để đưa trận đấu vòng 2 vào set đấu quyết định sau thắng lợi 21-13. Nhưng rốt cuộc, cũng giống như màn so tài với ngôi sao số 1 của nước chủ nhà Indonesia là Jonathan Christie, thì Lê Ông Chun Hao một lần nữa lại chơi bùng nổ ở thời khắc quyết định. Những pha cầu quyết đoán giúp tay vợt sinh năm 1999 giành quyền vào tứ kết với chiến thắng 21-18, 13-21, 21-17. Tại vòng 8 tay vợt mạnh nhất, Lê Ông Chun Hao sẽ chạm trán với hạt giống số 6 Li Shifeng. Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Indonesia Gregoria Mariska Tunjung đã duy trì phong độ ổn định để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Tay vợt 24 tuổi nhanh chóng đánh bại đại diện Thái Lan Subhanida Kaethong với tỷ số 21-13, 21-15 để chạm trán hạt giống số 6 Wang Jiji ở tứ kết. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có sự khởi đầu rất cảm xúc trên sân vận động Mỹ Đình trước đối thủ Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù chiến thắng trông lo lắng, tuy nhiên huấn luyện viên Kim Sang-sik đã ngắt chuỗi toàn thua của đội tuyển Việt Nam từ đầu năm 2024 và mở ra hy vọng một triều đại chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Với kết quả có lợi trên sân Gelora Bung Karno khi đội tuyển Indonesia để thua 0-2 trước Iraq, đội tuyển Việt Nam vào sân với quyết tâm cao nhất khi biết mình vẫn còn cơ hội. Nhập cuộc tự tin với những cú sút của Hùng Dũng hay Tiến Linh, tuy nhiên sự thiếu chính xác là điều mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn thiếu. Trong khi đó, dù cầm bóng ít hơn, thế nhưng chính các vị khách mới là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn. Một trong số đó là bàn thắng mở tỷ số của Patrick Rajesh. Như chạm vào lòng tự ái, chỉ 3 phút sau bàn thua, Tiến Linh đã ghi bàn vỡ òa sau pha dọn cỗ của Văn Toàn, qua đó thắp lên hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Phút 76, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với cú đánh đầu không thể cản phá của Tiến Linh, nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, những phút cuối mới là khoảng thời gian hồi hộp nhất dành cho những khán giả tại sân Mỹ Đình. Phút 89, Kevin Ingresso vô lê đẹp mắt, cân bằng tỷ số 2 đều. Tưởng chừng bàn thắng này khiến cho màn ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik kém vui. Tuy nhiên, Phạm Tuấn Hải đã không để điều đó xảy ra khi đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-2 ở những phút bù giờ. Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng chung cuộc 3-2. Chiến thắng cảm xúc trước Philippines, đội tuyển Việt Nam có 6 điểm và chỉ kém đội tuyển Indonesia đúng 1 điểm, qua đó vẫn còn hy vọng đi tiếp ở lượt đấu cuối cùng. Trả lời họp báo sau trận, khi được hỏi về tinh thần của các cầu thủ trong trận đấu với Philippines, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết: "Tôi nghĩ rằng là đã là một khoảng thời gian dài để đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng trên sân nhà. Và tuy rằng là chỉ tập luyện cùng với cả các bạn trong một thời gian ngắn, thế nhưng mà tôi có thể thấy được rằng là các cầu thủ thi đấu rất là nhiệt huyết và họ cống hiến tất cả những gì mình có trên sân. Và tôi nghĩ đó là cái điều đã đem đến chiến thắng của ngày hôm nay. Tất nhiên là tôi đã được 90 phút, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các cầu thủ họ chạy trên sân, họ thi đấu sẽ mệt hơn tôi. Thế nên đấy là lý do mà tôi cảm thấy mình cần phải đứng." Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất trận là Nguyễn Tiến Linh nói về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Ở Nga thì của anh là bao nhiêu phần trăm của đội tuyển Việt Nam đi tiếp? Thì trước mắt thì mình chỉ còn cách đội Indonesia một cái một điểm, và cái trận đấu với đội tuyển Iraq thì rất là quan trọng và cực kỳ khó khăn khi mà mình lại thi đấu trên sân khách. Và cơ hội thì của đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó, và hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và có được kết quả tốt trước Iraq, và đồng thời cũng sẽ chờ kết quả của trận Indonesia và Philippines. Em nghĩ là cơ hội cũng đang 50-50 chia đều cho tất cả các trừ Philippines, thì chắc khả năng đội Indonesia và Việt Nam cũng có khoảng 50% để có thể đi tiếp được bảng đấu này. Huấn luyện viên Philip Thom Savic cho rằng kết quả hòa sẽ là kết quả xứng đáng nhất. Vị chiến lược gia người Bỉ cho biết: "Và tôi nghĩ rằng là đội tuyển của tôi đã có rất nhiều cái pha tấn công nguy hiểm. Và tôi nghĩ một cái kết quả tốt nhất cho ngày hôm nay sẽ là một kết quả hòa. Vì thế nên là tôi cũng có một chút khá là tiếc về cái kết quả của trận đấu ngày hôm nay. Dù vậy thì tôi cũng cảm thấy rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò này của tôi. Và tôi nghĩ rằng là họ xứng đáng với một kết quả hòa. Và tôi nghĩ là đội của tôi sẽ cần phải học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận đấu ngày hôm nay." Ở trận đấu còn lại của bảng F, đội tuyển Indonesia đã thất bại trước Iraq với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn không khiến cục diện trên bảng xếp hạng thay đổi. Không những các cổ động viên trên sân Mỹ Đình được ăn mừng tới 3 lần sau 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, mà người hâm mộ còn được gặp lại người quen đã làm nên lịch sử của bóng đá Việt Nam trên khán đài. Ngoài ra, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những kết quả còn lại của các đội tuyển Đông Nam Á tới vòng loại World Cup 2026 nhé! Trên sân Mỹ Đình vào tối qua còn được tiếp đón một vị khách đặc biệt khi huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với phu nhân có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.
thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trên khu vực khán đài của Chảo Lửa từng rất quen thuộc với mình, ông Park đã cổ vũ rất nhiệt tình cho các học trò cũ. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đứng ngồi không yên khi ánh mắt hướng theo từng đường bóng trên sân, ôm đầu tiếc nuối, vỗ tay ăn mừng là hai trong số nhiều hành động của ông Park mỗi khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới và có bàn thắng. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo trên khán đài khiến đông đảo người hâm mộ thích thú. Bên cạnh việc theo dõi diễn biến trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, khán giả cũng rất để ý đến những hành động của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Trong trận đấu này, các hình ảnh và video clip về những biểu cảm đặc sắc của huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội. Những bài đăng về ông Park nhanh chóng gây sốt khi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với lượt tương tác cao. Trong đó, hầu hết các bình luận đều thể hiện sự yêu mến và kính trọng với vị huấn luyện viên đã từng mang lại rất nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan cần một chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc để nuôi cơ hội vượt qua vòng 2. Tuy nhiên, làm khách trên sân của Trung Quốc chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với các đội bóng Đông Nam Á. Ngay khi tiếng còi cất lên, các học trò của huấn luyện viên Masataza Isi đã tràn sang phần sân của đội chủ nhà để dồn ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Ngay phút 20, Supachok đã mở tỷ số cho Voi Chiến với cú đánh đầu ở cự ly gần. Dù tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt, tuy nhiên đại diện đến từ Đông Nam Á đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Tấn công nhiều thế nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, đội tuyển Thái Lan đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 79 do công của Giang Juning. Hòa đáng tiếc, tuy nhiên đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp khi trận đấu cuối cùng, đội tuyển Trung Quốc còn phải làm khách trước đội tuyển Hàn Quốc. Đội đã ghi 7 bàn thắng vào lưới của Singapore, còn Thái Lan sẽ được trở về nhà để đối đầu với Singapore. Ở những trận đấu còn lại, đội tuyển Malaysia đã bị cầm hòa 1-1 trước Kyrgyzstan, qua đó lỡ cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng. Myanmar trên sân nhà bị đội tuyển Nhật Bản nã vào lưới tới 5 bàn. Ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6. Trận đấu giữa tuyển Iraq và Việt Nam diễn ra vào ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và đó là những thông tin được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.